khi mà mẹ em nằm viện á, là những cái người trước khi em từng giúp hoặc là những cái người gọi là chị em bạn bè thân thiết, họ quay lưng với em hết. Cho nên cảm giác nó cũng hụt hẫng á. Nhiều khi em cũng ngồi em nói chuyện với thằng em nói là không biết mai mốt không có mẹ rồi mình sao. Nó cũng nói thôi hay là cho nó tạm thời nghỉ để nó phụ, xong rồi sau này đỡ hơn thì nó đi học lại. Nhưng mà em không chịu, em nói là cứ học đi hay lo được, em cố gắng em xoay sở đầu này đầu kia em lo. Em tên Thảo, em sinh năm 93, năm nay em 30. Năm thời ở đây thì chỉ có em ở với mẹ, với lại em có một bé gái gần 4 tuổi, với lại có một đứa em trai đang học lớp 9. Trước đây mẹ em đi khám bệnh, nằm bệnh viện nhiều lắm nhưng mà không có ra tên bệnh. Mỗi bệnh viện trị mỗi bệnh khác nhau à. Mà sau này thì mới biết ra là bệnh, bác sĩ nói là bệnh lạ, bệnh hội chứng nơ rong vận động, là không có thuốc trị. Nên bác sĩ lúc mà trải về, bác sĩ nói là mẹ em còn được 3-4 tháng thôi, ráng chăm. Nhưng mà em chăm được hồi đầu năm 2020 tới giờ luôn. Lúc trước thì mẹ em còn nói chậm chậm, từng chữ từng chữ, mà từ từ cái không còn nói được nữa. Bây giờ mẹ em hiện tại là liệt hoàn toàn rồi. Mà hiện tại thì em đang phụ việc, phụ quán ăn ở bên chợ thôi. Với lại thời gian còn lại thì nhiều khi làm công việc nhà, có ai kêu em thì em làm. Thì có hôm thì làm được, quán đông thì người ta cho nhiều, 250-300. Thì có hôm thì ế á, thì cũng được 150-200. Lúc mẹ mới bệnh xuống cũng buồn, tại vì nhà không có chỗ dựa, có một mình. Từ từ cũng quen. Mẹ em khóc, mỗi lần nói tới mẹ em khóc. Tại mẹ em thấy em cực á. Lúc mà nói được mẹ em hay kêu là ý là nằm giái Bồ Tát là ngủ rồi đi luôn để cho em khỏi cực. Nhiều khi em cũng ngồi nói chuyện với thằng em nói là không biết mai mốt không có mẹ rồi mình sao. Nó cũng không có nghĩ tới. Trước mắt bây giờ đi đâu về thấy mẹ còn cái mẹ nằm đó thì giống như cũng còn điểm tựa vậy. Chứ em đâu có ai nữa đâu. Bà con nội ngoại không còn ai hết trơn. Chồng chị đâu? Dạ ba bé thì bỏ đi lâu rồi chị, ngay cái khúc mà trước dịch đó là đi rồi. Tại vì ba bé cũng nói là, nhưng mà ra cũng có nói với mẹ em nói là bây giờ ở hoàn cảnh gia đình vậy thì cũng khó khăn á, nghĩa là nói chung nói cũng nhiều mà tóm lại là không có thể đồng hành cùng được á, nên là ba bé ra ngoài ở. Lúc đầu có giận, cũng có gây gỗ thời gian đầu, nhưng mà sau rồi em cảm thấy để sức khỏe với để tâm trí em để lo cho mẹ. Tại giai đoạn đó là mẹ đổ xuống, là em mà không có vững là mẹ sẽ không có chỗ dựa, nên em không có lo chuyện riêng của em nữa, nên không ở được thì thôi để em lo cho mẹ em. Em không có nghĩ tới sẽ gặp ai nữa hết, tại vì có thể là do lúc mà em đổ xuống á, là những cái người trước khi em từng giúp hoặc là những cái người gọi là chị em bạn bè thân thiết, họ quay lưng với em hết. Cho nên cảm giác nó cũng hụt hẫng á. Khi mà mẹ em nằm viện á thì em có đi vay mượn, thì mình lựa những cái người mà thân thiết với mình nghĩ là họ sẽ giúp, thì họ lại giống như là chặn liên hệ hết, họ không có quan tâm, thậm chí một lời hỏi thăm cũng không có. Có một số người họ còn giống như là dè biểu mình á, nên rồi em mới đi vay mượn bên ngoài. Thậm chí cô dì chú bác dòng họ cũng vậy. Em cũng có đi tới từng nhà, từng người để em xin giúp đỡ khi mà mẹ em nằm viện á. Em đi tới từng nhà luôn. Thì có những người họ không mở cửa tiếp em luôn, để em đứng ở ngoài. Nhưng mà em không có dám nói với mẹ cái khúc đó. Tuy nhiên là như mẹ nằm đó thì em đi xin giúp đỡ những cái chỗ đó đó.
Em đi tới từng người xong em liên hệ điện thoại với từng người em xin, nhưng mà khi mà bị như vậy á thì em lại không có dám nói. Ở ngoài đường em nhiều khi em buồn, em tức á, em khóc ở ngoài thôi. Về nhà thì em nói với mẹ là không lo được. Mệt mỏi thì có chị, có đôi lúc mệt mỏi lắm, nhưng mà buông thì em chưa bao giờ nghĩ sẽ buông hết á. Có những lúc nó mệt lắm, nên là suy nghĩ cùng đường không biết giải quyết sao nữa. Nhìn con rồi nhìn em, nhìn mẹ nữa, phải cố gắng. Mình có hận, mình giận những người đó. Không, không hận đâu chị, đây em nghĩ một phần là cũng không ai phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình hết. Nên là mình tự suy nghĩ là họ sẽ giúp thôi, nhưng mà họ không giúp thì cũng không có trách họ được. Chỉ buồn cái khúc đó thôi, nhưng mà mình phải lấy lại tinh thần để mình tìm cách giải quyết khác liền, chứ mình ngồi mình buồn là nó sẽ không giải quyết được. Không được thì thôi. Tới đầu năm 2020 em bị sanh em bé. Là mẹ ở nhà với em trai em có một mình à. Hai mẹ con ở nhà đợi em. Em trai em mới đi học về nó cũng phụ. Phụ bế mẹ qua lại, phụ đút mẹ ăn, nó đút mẹ được. Em trai mình cũng rất là thương mình đúng không? Hả? Nó biết, nó hiểu chuyện trong chuyện, nó không có đòi hỏi gì hết á. Em muốn em phải lo cho gia đình được đầy đủ. Là có đôi lúc em lo không được. Nhiều khi bạn bè rủ đi chơi nó không dám đi nữa. Em biết em hỏi nó làm sao mà bạn rủ đi sinh nhật hay đi đâu không đi. Nó nói là thôi đi không có vui. Nhưng mà thật ra là em hỏi bạn bè hàng nó, em mới biết là như là nó sợ không có tiền, nó sợ nói em buồn á, nó không có muốn đi. Ở đây mọi người cũng thấy á, nhiều cô chú cũng nói em là thôi bé nó học tới đây được rồi, cho nó hết lớp 9 nó nghỉ để nó phụ. Nhưng mà em không có cho nó nghỉ được. Ví dụ như em có nói, ví dụ như mà nó học dở hay là nó không chịu học nữa thì em tôn trọng nó, nhưng mà cái này nó học giỏi, nó chịu học, bạn bè thầy cô ai cũng thương hết, nên em phải cố gắng. Tiền học của nó thì em cố gắng, nhiều khi mấy cô giáo đóng trước, đóng giùm á, xong em đóng lại. Lúc nào em cũng đóng cho nó trễ nhất trường á. Nè thầy cô biết cũng thông cảm. Hoặc là có khi em dồn thiếu 2 tháng em đóng từ từ. Ở nhà hai chị em có thường tâm sự với nhau không? Hồi đó thì có, nhưng mà cỡ 1 năm trở lại đây bắt đầu nó lớn á, cái nó cũng ít nói lắm. Nhiều khi em hỏi rồi có cần cái gì không, có thiếu gì không thì nói cho hai biết. Thì hai sắp xếp hay mua cho hàng sau đó có thiếu thốn gì không. Thì nó nói không thiếu gì hết. Sách vở của nó vô năm học cũng một phần là thầy cô tặng, một phần là nó cũng tự lên mạng á chị. Nó kiếm mấy cái nhóm mà cho tặng đồ á, nó tự xin. Vậy chị có thấy em mình bị thiệt thòi đúng không? Dạ có chứ. Nhưng mà thứ nhất là hoàn cảnh phải chịu, thứ hai là em cũng cố gắng hết sức để cho nó học cho xong. Nhất định là em phải cho nó học cho xong chứ em không cho nó nghỉ được. Còn trong quá trình học thì thiếu thốn nãy kia thì em ráng cố gắng. Chị có em tự tìm cách với nhau. Có khoảng thời gian mẹ bệnh em phải đi mượn nợ á. Em đi vay mượn ngoài nhiều lắm. Mà nó cũng biết. Nó cũng nói thôi hay là cho nó tạm thời nghỉ. Để nó phụ xong rồi sau này đỡ hơn thì nó đi học lại. Nhưng mà em không chịu. Em nói là cứ học đi hay lo được. Em cố gắng em xoay sở đầu này đầu kia em lo. Nói chung thì bây giờ nó là hy vọng cuối cùng của em á. Em phải ráng cố gắng cho nó học. Để cho nó không có khổ. Để nó học giỏi. Em chỉ nghĩ vậy thôi, em nghĩ là để cho nó có tương lai tốt hơn. Nhiều khi em lãnh lương á, em hỏi nó có muốn mua áo hay gì không, em mua cho. Nhiều khi có cái áo mà nó mặc hoài, rách luôn nó cũng mặc. Em hỏi em muốn mua cho nó cái áo thun mới có vài chục ngàn không, mà nhất định không là không. Không mua là không. Một phần thấy thương nó, một phần vui. Nếu mà muốn ước mơ thì em chỉ ước vào mẹ hết bệnh. Nhưng mà bác sĩ nói là giờ không có khả năng. Em có đó giống như là ước mơ của em thôi. Còn hiện tại thì em chỉ muốn mình đủ khả năng, đủ sức khỏe để lo cho hai đứa nhỏ ăn học.